các cái chương trình cũng như những sự thưởng thức thể hiện chương trình nhà hàng và văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần tại đây từ 19:00 đến 21:00. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi các nghệ nhân Brian từ huyện Phú Quý tỉnh Gia Lai. Và chúng tôi khá vui khi thấy ở phần tặng quà này có rất nhiều nghệ nhân đang nhảy múa rất hăng say. Bên cạnh đó là sự tiếp xúc sân khấu và nắm tay nhau để hướng. Chúng tôi luôn giữ một sáng thành động vì tình cảm của chúng ta, tinh thần của đoàn đoàn kết của chúng ta càng thêm mạnh mẽ. Chúng tôi đã tìm thấy trên sân khấu một số vị khán giả và chúng tôi hy vọng là ngày càng có thêm nhiều người nữa những người cùng nhảy múa với các nghệ nhân trong tiết mục gần như là cuối cùng của đêm nay. Đêm tập trung vũ đoàn thần thức và trải nghiệm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là người rất thân quen với sân khấu của chúng tôi một kỳ cuối tuần và một thức là trải nghiệm. Thì những thường ra đây khi thì biểu diễn, khi thì xem, khi thì không biểu diễn, không xem, khi hát và mọi người trong khu một trong những tập hợp rất thanh niên, một trong những người rất đam mê ca hát. Chương trình nhận cái giọng hát của một nữ khán giả.